Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo hiệu ứng di chuyển cho đối tượng trong Powerpoint. Giả sử như ở đây, tôi có một hình vẽ là hình mũi tên. Bây giờ tôi muốn di chuyển cái hình vẽ này sang một địa điểm khác, thì tôi sẽ tiến hành chèn hiệu ứng di chuyển cho nó. Đầu tiên tôi sẽ chọn vào hình vẽ. Tiếp theo tôi sẽ vào tab là Animation. Ở trong nhóm là Animation này, các bạn bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống. Để chèn hiệu ứng di chuyển cho đối tượng á, thì chúng ta sẽ dựa vào nhóm là Motion Path. Giả sử ở đây tôi chọn hiệu ứng này để tôi áp dụng cho đối tượng, thì các bạn thấy lúc này á, hình vẽ á, nó đã di chuyển. Ở đây á, nó có một quỹ đạo này, là các nét đất và một hình mờ. Trong đó các nét đất này á, là quỹ đạo di chuyển của hình vẽ. Còn hình mờ đây á, tức là điểm đích mà hình vẽ di chuyển đến. Nếu mà tôi bấm chuột ra một cái vùng trắng khác này, thì các bạn thấy lúc này á, hình vẽ mờ á, nó đã biến mất, chỉ còn lại hình vẽ đậm này thôi. Còn nếu mà tôi chọn vào quỹ đạo này, đó, thì nó sẽ xuất hiện. Các bạn khi chọn vào quỹ đạo này, các bạn thấy có các chấm tròn nằm ở bốn góc và các cạnh này. Các bạn có thể là giữ vào một chấm tròn bất kỳ này, các bạn kéo để các bạn thay đổi quỹ đạo. Đó. Thì lúc này á, quỹ đạo của hình vẽ á, nó đã di chuyển từ điểm này vòng lên và tới điểm này. Và ở đây á, nó xuất hiện thêm một hình vẽ mờ nữa. Hình vẽ mờ đây á, tức là điểm bắt đầu. Còn hình vẽ có màu đỏ này á, tức là điểm kết thúc. Khi chúng ta bật chế độ trình chiếu á, từ hình vẽ này á, nó sẽ nhảy lên vị trí này và nó sẽ chạy theo quỹ đạo này. Đó, bây giờ tôi sẽ bật chế độ trình chiếu lên. Đó, mặc định nó sẽ nằm ở vị trí này. Sau đó tôi bấm chuột này. Đó, nó sẽ nhảy lên đây và nó sẽ di chuyển theo quỹ đạo mà chúng ta đã kéo lúc nãy. Nếu mà nó chạy quá nhanh á, thì đây tôi chọn vào quỹ đạo này. Sau đó tôi sẽ vào là duration. Tôi sẽ nhập số giây. Ở đây tôi sẽ nhập là 5. Bây giờ tôi sẽ bật lại chế độ trình chiếu. Tôi bấm chuột này. Đó, nó nhảy lên trên. Và lúc này nó đã di chuyển chậm hơn so với 2 giây lúc ban đầu. Đó. Rồi, còn nếu mà tôi muốn di chuyển hình vẽ này á, lên trên vị trí này, để cho nó di chuyển theo đúng quỹ đạo á. Này, tôi di chuyển này. Thì các bạn thấy không? Có mỗi lần tôi di chuyển lên nó lại đẩy lên. Còn tôi kéo xuống này, nó lại di chuyển đến. Rồi các bạn muốn di chuyển cho nó khớp á, các bạn chọn vào quỹ đạo này. Các bạn kéo. Lúc này chế độ kích dính nó sẽ bắt dính hình. Đó, bây giờ chúng ta bật chế độ trình chiếu lên này. Đó, nó sẽ di chuyển. Đó. Để chọn được nhiều hiệu ứng chuyển động hơn á, thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình vẽ này. Sau đó vào tab Animation. Tiếp theo, ở nhóm là Animation này, các bạn bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống và các bạn chọn vào More Motion Path, chọn vào. Thì ở đây á, là tất cả các hiệu ứng di chuyển trong PowerPoint. Nếu mà các bạn thấy kiểu nào phù hợp với bạn á, thì các bạn có thể chọn vào. Thì ở đây các bạn thấy nè, nó có một chấm đỏ và một chấm xanh. Trong đó chấm xanh á, là vị trí bắt đầu và chấm đỏ là vị trí kết thúc. Còn đối với hình nào á mà nó chỉ có một chấm xanh thôi á, tức là nó là một vòng khép kín. Đó. Giả sử như ở đây, tôi sẽ chọn vào hiệu ứng là Curve này. Đó, tôi thấy hiệu ứng này nó phù hợp với tôi á. Tôi chọn này. Đó, thấy hiệu ứng nào phù hợp thì các bạn chọn. Còn ở đây tôi muốn chọn hiệu ứng Curve này. Tôi thấy nó di chuyển phù hợp với tôi nên tôi sẽ chọn. Ok. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi đường quỹ đạo của hình vẽ. Chọn vào nó. Các bạn kéo ra. Đó, sau đó tôi sẽ cho hai cái hình này á, nó khớp với nhau. Chọn vào. Xong các bạn kéo xuống này, kéo lên này. Đó. Tiếp theo á, các bạn chúng ta sẽ vô Effect Option. Bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống. Các bạn chọn là Edit Pole này. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện các chấm đen. Muốn thay đổi đường quỹ đạo á, thì các bạn chọn vào chấm đen này, giữ chuột trái và các bạn kéo. Lúc này nó sẽ xuất hiện các tiếp tuyến này, các bạn cũng có thể kéo các tiếp tuyến này. Đó, các bạn có thể kéo để cho đường quỹ đạo nó thay đổi theo hướng của các bạn. Nếu mà muốn thêm các chấm đen này nè, thì các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó, chọn là Add Pole này. Thì lúc này nó sẽ thêm một chấm đen. Và lúc này bạn có thể là thay đổi quỹ đạo của nó này bằng cách kéo lên. Còn muốn xóa một chấm đen á, bạn chọn vào nó,
sau đó bấm phải chuột và chọn là Delete Pawn. Đó thì nó sẽ bị xóa đi. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào một vùng trắng này. Tiếp theo tôi sẽ di chuyển hình vẽ này. Đó, tôi di chuyển hình vẽ tới đâu á thì cái đường quỹ đạo nó sẽ di chuyển theo. Còn nếu mà các bạn không muốn cái đường quỹ đạo nó di chuyển theo mà nó cố định ở vị trí này á thì các bạn vô Effect này. Sau đó các bạn sẽ chọn là Lock. Bây giờ tôi di chuyển hình vẽ này. Đó, nó sẽ không di chuyển theo. Còn nếu mà các bạn muốn di chuyển theo, các bạn chọn là mở khóa Unlock này. Đó. Bây giờ tôi sẽ chọn vào cho nó khớp cách dính. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các tùy chọn nâng cao trong nhóm Effect Option này. Các bạn bấm vào mũi tên chéo chỉ xuống. Rồi, ở đây có các tùy chọn như sau. Smooth Start này, tức là nhanh khi bắt đầu. Còn Smooth End á, tức là chậm khi kết thúc. Giả sử như ở đây tôi cho nó nhanh khi bắt đầu này. Và các bạn lưu ý nha, tổng thời gian ở Smooth Start và End á là nó bằng Duration này. Giả sử như ở đây là 2 giây á, khi tôi kéo nhanh khi bắt đầu á, ở đây là 1.42 này, thì cái này nó sẽ giảm xuống. Đó, còn tôi kéo lên thì nó sẽ Smooth Start, nó sẽ giảm. Rồi đây tôi sẽ kéo nhanh khi bắt đầu, tôi cho hình vẽ nó chạy nhanh. Còn Power End á, tức là nó cũng giống như là Smooth End thôi. Khi các bạn kéo này á thì nó sẽ Smooth End á, nó quay về với 0. Và Power End á, nó cũng bằng tổng thời gian của Duration này. Các bạn có thể kéo lên là 2 giây. Rồi giả sử như ở đây tôi kéo thế này. Và chức năng của Power End á, khi các hình vẽ của bạn nó chạy tới đây thì nó sẽ có độ nảy. Đó, bây giờ tôi chọn là Power End á là 1.1 giây. Nó có độ nảy. Đó các bạn thấy không? Khi nào nó tới đây nó có độ nảy giống như là quả banh đó, nó dòng. Để cho các bạn thấy sự khác biệt á, khi có các tùy chọn là Smooth End và Smooth Start thì đây tôi sẽ tiến hành là nhân đôi hiệu ứng. Đây tôi chọn vào đó này. Rồi tôi di chuyển lên đây. Sau đó tôi sẽ tiến hành là nhân đôi cái hiệu ứng này, chọn vào nó giữ control, tôi kéo xuống để tôi nhân đôi hiệu ứng. Lúc này tôi đã có hai hiệu ứng này. Hiệu ứng ở dưới á là tôi sẽ để bình thường, tôi chọn vào nó, vào Effect Option. Rồi ở đây tôi sẽ để là cân bằng như thế này. Còn Power End á thì tôi sẽ để là 0. Ok. Còn hiệu ứng ở trên á, tôi chọn vào nó này. Sau đó vào Effect Option này, bấm vào mũi tên chỉ xuống. Ở đây á tôi sẽ điều chỉnh là Power End á là 1.1 giây. Còn Start là 1.44. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hai hình này nó chạy như thế nào nha. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái thanh là Animation Banner lên. Tiếp theo tôi sẽ cho cái hiệu ứng thứ hai á, nó chạy cùng lúc với hiệu ứng ở trên. Nên ở đây tôi sẽ chọn là Start with Reward. Bây giờ tôi sẽ bật chế độ trình chiếu lên. Tôi bấm chuột này. Đó, thì bạn thấy lúc này á, hình ở trên nó chạy nhanh hơn. Và khi nó chạy từ đây á, nó sẽ có độ nảy. Còn hình ở dưới nó chạy chậm hơn. Rồi bây giờ để cho có sự khác biệt á, tôi sẽ chọn vào hai cái này. Tôi sẽ tăng cái thời gian là duration lên 5. Tôi bấm này. Các bạn thấy không? Nó chạy nhanh hơn. Rồi nó chạy tới đây nó có độ nảy, còn đây chạy chậm hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các tùy chọn khác trong Effect Option. Giả sử như đây, tôi sẽ chọn hiệu ứng ở dưới. Tôi vào Effect Option này, tôi bấm vào mũi tên chỉ xuống. Và tôi chọn là Auto Revert này. Tôi chọn vào. Thì lúc này á, hiệu ứng nó sẽ chạy tới đây. Sau đó khi chạy tới đây rồi á, nó sẽ đảo ngược lại. Tôi bấm OK này. Đó, nó chạy tới đây xong nó đảo ngược lại này. Bạn thấy không? Rồi rồi. Đó, nó sẽ đảo ngược lại. Bây giờ tôi sẽ cho hai hình chạy luôn. Xem này.
Đó, hình đầu nó chạy tới nơi nó dừng lại. Và hình số 2 á, nó chạy tới nơi xong nó đảo ngược lại. Rồi ở đây các bạn cũng có thể là cho hình đầu nó chạy ngược lại này, bằng cách vào Effect Option. Các bạn chọn là Reverse này, cho nó sẽ chạy ngược lại này, chứ nó không có chạy từ đây mà nó chạy từ đây luôn. Giờ tôi bật lại này, bấm này, đó. Thì hình ở đầu tiên á nó sẽ chạy ở vị trí này, nó lùi lại. Còn hình thứ hai á nó chạy theo quỹ đạo là lúc ban đầu rồi xong nó ngược lại. Rồi bây giờ tôi sẽ xóa hiệu ứng ở dưới đi. Tôi xóa đi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tự vẽ theo quỹ đạo mà các bạn muốn. Để vẽ theo quỹ đạo mà bạn muốn á, bạn chọn vào hình mà các bạn chúng ta muốn vẽ theo hướng nào ở đó, chọn vào. Sau đó các bạn chúng ta sẽ vào tab Animation. Tiếp theo các bạn bấm vào mũi tên chỉ xuống. Ở đây các bạn chọn là Custom, Custom Path này, các bạn chọn vào. Sau đó các bạn chúng ta sẽ vẽ hướng nào mà các bạn muốn. Đó. Nếu mà các bạn bấm chuột thì nó ra đường thẳng như thế này. Còn nếu mà các bạn giữ lì chuột á, giữ im chuột, các bạn sẽ vẽ ra các đường cong như thế này. Đó, vẽ xong các bạn bấm Enter. Đó, nó sẽ theo quỹ đạo mà các bạn chúng ta mới vẽ lúc nãy. Đó, hoặc có thể các bạn có thể là thay đổi thành đường cong, chọn nó này. Sau đó Effect Option, các bạn chọn là Cover này. Bạn chọn vào, bạn có thể vẽ đường cong nếu bạn bấm chuột này. Đó, có thể tạo ra đường cong. Đó, sau đó các bạn bấm Enter này thì nó sẽ tạo ra một cái đường quỹ đạo. Hoặc các bạn cũng có thể là thay đổi thành đường thẳng, chọn vào nó. Sau đó vào Effect Option này, các bạn chọn vào Line. Bây giờ tôi sẽ vẽ một đường thẳng này. Đó, giữ chuột vẽ ra. Đó, thì nó sẽ chạy theo đường thẳng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về... Tôi chọn là Triple này, chọn vào. Đối với nét này các bạn có thể là vẽ theo hướng nào bạn muốn. Giữ chuột để các bạn vẽ. Đó, có thể vẽ bất kỳ theo hướng nào bạn muốn. Sau đó các bạn, đó, nó sẽ di chuyển theo. Đó là ba tùy chọn để các bạn có thể vẽ cong, thẳng và đường tùy chọn. Rồi, giả sử như ở đây, nếu mà tôi thêm hiệu ứng thì sao? Chẳng hạn ở đây tôi chọn hiệu ứng này. Bây giờ tôi muốn thêm một hiệu ứng nữa. Tôi chọn vào nó này. Sau đó tôi vào Add Animation. Tôi vào là More Motion Pack này. Đây tôi chọn vào hướng này. Let. Ok. Thì nó sẽ ra như thế này. Thì ở đây á, các bạn chúng ta sẽ muốn nối tiếp á, các bạn chọn vào này. Các bạn kéo ra đây. Đó, bây giờ các bạn chúng ta sẽ bật chế độ chiếu lên. Nó sẽ chạy theo đường cong. Sau đó nó sẽ chạy theo đường thẳng. Bấm chuột lần nữa chạy đường thẳng ngược lại. Đó, đó là do bạn thiết lập mà thôi. Hoặc các bạn cũng có thể là xóa đi. Các bạn chọn nét khác này. Chọn đi, xóa đi. Bây giờ tôi sẽ thêm cái hướng khác. Motion Path. Tôi sẽ cho nó chạy từ dưới qua phải này. Ok. Tôi sẽ di chuyển. Này, đó. Theo cái đạo như thế này. Bấm chuột. Rồi bấm chuột lần nữa đó, nó sẽ di chuyển. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn cho chạy đồng thời thì các bạn chọn vào Start with Reverse. Đó, các bạn bấm. Nó sẽ chạy theo. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn chi tiết về cách tạo hiệu ứng di chuyển cho PowerPoint. Nếu thấy video hay, hiểu đó thì bạn chúng ta đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi.